hội chứng gai đen cảnh báo tăng đường huyết. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hội chứng gai đen là một tình trạng da liễu được nhận biết qua các vùng da dày, thâm đen, có thể xuất hiện ở cổ, nách, háng, khuỷu tay, đầu gối và các nếp gấp khác. Đây không chỉ là một vấn đề về da, mà còn là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Trong đó có nguy cơ tăng đường huyết và đái tháo đường tuyếp 2. Mối liên hệ với tăng đường huyết. Hội chứng gai đen thường xảy ra do tình trạng kháng insulin, là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tăng đường huyết. Insulin trong máu tăng cao kích thích sự phát triển của tế bào da, dẫn đến hiện tượng dày và đổi màu da. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ mắc đái tháo đường tuyếp 2 hoặc các rối loạn chuyển hóa khác. Các yếu tố nguy cơ. Thừa cân, béo phì là yếu tố chính gây kháng insulin. Tiền sử gia đình, có người thân mắc đái tháo đường tuyếp 2. Hội chứng buồng trứng đa nang, gây mất cân bằng hormone và tăng nguy cơ kháng insulin. Dùng thuốc, một số thuốc như corticosteroid, thuốc ngừa thai hoặc hormone có thể làm tăng nguy cơ. Bệnh lý nội tiết khác, như hội chứng cu sinh hoặc các khối u tiết hormone. Kiểm soát đường huyết, thay đổi lối sống, giảm cân và sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường theo chỉ định.